Trong video hôm nay thì mình sẽ đề cập tới rất là nhiều ví dụ của phép tính lũy thừa. Nhưng trước khi bắt đầu thì mình sẽ nói lại về phép lũy thừa là gì. Ví dụ mình sẽ lấy là 2 mũ 3. Bạn có thể nghĩ kết quả sẽ là 6, nhưng mà thật ra kết quả không phải là 6 đâu. Phép tính này tương đương với việc nhân 2 nhân với chính nó 3 lần. Vậy nên phép tính này bằng với 2 nhân 2 và nhân 2. Có nghĩa là 2 nhân 2 là 4 và 4 nhân 2 là 8. Vậy thì nếu như mình hỏi 3 mũ 2 là bao nhiêu thì sao? Phép tính 3 bình phương á, phép tính này thì tương đương với 3 nhân với chính nó 2 lần. Nên là phép tính này bằng với 3 nhân 3, tức là 9. Thêm một ví dụ nữa nhé. Chắc là bạn cũng đã hiểu được một tí rồi đó. Dù là có thể bạn chưa từng thấy những phép tính này. Ví dụ tiếp theo là 5 mũ 7. Mình sẽ làm ví dụ 5 mũ 7. Nghĩa là 5 nhân với chính nó 7 lần là 5 nhân cho 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 và nhân 5. Đủ chưa nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết quả cũng sẽ là một số rất là lớn, nên là mình sẽ không tính ngay lúc này đâu. Nếu bạn muốn thì có thể tự tính bằng tay cũng được, hoặc là sử dụng máy tính, nhưng mà chỉ cần biết là số này rất rất là lớn. Một điều mà bạn có thể sẽ thấy là sự tăng tiến trong kết quả của lũy thừa rất là lớn. 5 mũ 17 sẽ là một con số cực kỳ lớn hơn nữa. Đó là phần tóm tắt về phép lũy thừa. Bây giờ mình sẽ dùng phép lũy thừa trong đại số một tí. Vậy bây giờ mình sẽ tính 3x. Để mình chọn một khác. Bây giờ 3x nhân với 3x nhân với 3x thì sẽ bằng bao nhiêu? Có một tính chất về phép nhân mà bạn cần phải nhớ là thứ tự bạn nhân không quan trọng. Nên phép tính này cũng giống như là 3 nhân 3 nhân 3 và x nhân x nhân x. Và như trong phần tóm tắt ở trên thì mình nói là mình thấy là 3 nhân 3 nhân 3 là 3 mũ 3. Còn phần x nhân với chính nó 3 lần này thì bằng với x mũ 3. Vậy nên phép tính này có thể được viết lại thành 3 mũ 3 nhân với x mũ 3, hoặc là mình có thể giải là 3 mũ 3 là 9 nhân với 3 là 27, và phép tính này sẽ thành là 27 nhân x mũ 3. Có thể bạn sẽ nghĩ là 3x nhân 3x nhân 3x không phải là 3x mũ 3 sao? Đây là 3x nhân với chính nó 3 lần rồi còn gì nữa. Nhưng mà như vậy hoàn toàn là chính xác. Vé này có thể được viết lại là 3x mũ 3. Đó chính là một trong những tính chất đầu tiên của phép lũy thừa. Bạn nhớ chú ý, khi mà mình có một phần tử nhân với một tầng phần tử khác và cả vế được lũy thừa 3 thì từng phần tử đều được lũy thừa 3 và nhân với nhau. Vậy 3x mũ 3 tương đương với 3 mũ 3 nhân với x mũ 3, tức là 27 nhân x nhân cho x mũ 3 là 27 nhân x mũ 3. Mình sẽ làm thêm một số ví dụ nữa. Bây giờ nếu mình tính 6 mũ 3 nhân với 6 mũ 6 thì sẽ bằng bao nhiêu? Đây sẽ là một số cực kỳ lớn, nhưng mà mình muốn viết phép tính này thành lũy thừa của 6. Để mình viết lại số 6 mũ 6 màu khác. Bây giờ 6 mũ 3 nhân với 6 mũ 6 thì sẽ bằng bao nhiêu đây? 6 mũ 3 như bạn biết là 6 nhân với chính nó 3 lần. Vậy là 6 nhân 6 nhân 6. Và mình sẽ nhân nó với để mình viết dấu nhân bằng màu xanh lá. À thôi, để mình đổi thành màu cam. Phép tính này mới vừa viết sẽ nhân với 6 mũ 6. Vậy 6 mũ 6 là gì? 6 mũ 6 là 6 nhân với chính nó 6 lần. Vậy là 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 và thêm nhân 6 một lần nữa. Vậy thì kết quả sẽ là bao nhiêu đây? Trong vế này thì mình đang nhân 6 với chính nó bao nhiêu lần đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần. 3 lần ở đây và 6 lần nữa ở đây. Vậy tổng cộng là 9 lần. 3 cộng 6. Nên là mình có thể viết là 6 mũ 3 cộng 6, hoặc là 6 mũ 9. Và đó là tính chất tiếp theo của phép lũy thừa.
trong phép lũy thừa trong trường hợp này thì là 6 mũ 3 này, số 6 là cơ số, mình sẽ lũy thừa cơ số này với số mũ là 3. Khi chúng ta nhân hai lũy thừa có cùng cơ số, ta có thể cộng số mũ của chúng lại với nhau. Nên là mình sẽ làm thêm một số ví dụ nữa. Mình sẽ viết bằng bằng màu hồng đậm. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ là 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 4 nhân với 2 mũ 6. Cả ba số này đều có cùng một cơ số, vậy nên mình có thể cộng số mũ của chúng lại với nhau. Phép tính thì sẽ bằng 2 mũ 2 cộng 4 cộng 6 bằng với 2 mũ 12. Điều này rất là dễ hiểu bởi vì đây là 2 nhân với chính nó 2 lần, rồi 2 nhân với nó 4 lần, rồi 2 nhân với chính nó 6 lần. Nên khi viết ra toàn bộ thì nó sẽ là 2 nhân với chính nó 12 lần, tức là 2 mũ 12. Bây giờ mình sẽ làm một số ví dụ khác hơi trừu tượng hơn một tí bằng cách dùng nghiệm, nhưng mà tính chất lũy thừa cũng như vậy thôi. Vậy bây giờ x bình phương hay là x mũ 2 nhân với lại x mũ 4 là bao nhiêu? Mình sẽ dùng phép tính lũy thừa vừa nói trên, cơ số chung sẽ là x. Vậy phép tính sẽ bằng với x mũ 2 cộng 4 là x mũ 6. Và để kiểm chứng tính chất này thì mình có x bình phương là x nhân cho x. Và nếu mình nhân x bình phương với x mũ 4, tức là nhân với x nhân với chính nó 4 lần, là x nhân x và nhân x. Vậy thì mình đang nhân x với chính nó bao nhiêu lần đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần. Đáp án là x mũ 6. Mình sẽ làm thêm một số ví dụ nữa. Làm càng nhiều ví dụ thì mình sẽ càng dễ hiểu được cách làm thôi. Bây giờ mình sẽ qua với tính chất, những cái tính chất còn lại của phép lũy thừa. Ví dụ như mình lấy A mũ 3, rồi mũ 4. A mũ 3, mũ 4. Mình sẽ nêu tính chất của phép lũy thừa rồi giải thích sau. Nếu như chúng ta lũy thừa một phép lũy thừa thì chúng ta có thể nhân hai số mũ lại với nhau. Phép tính này là A mũ 3 nhân 4 bằng với A mũ 12. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì phép tính này là A mũ 3 nhân với chính nó 4 lần. Có nghĩa là A mũ 3 nhân với A mũ 3 nhân với A mũ 3 và nhân với A mũ 3. Vì mình có cùng cơ số, mình có thể cộng số mũ với nhau. Phép tính này có nghĩa là A mũ 3 nhân 4. Ta có thể viết là A mũ 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng với A mũ 3 nhân 4, hoặc là bằng với A mũ 12. Bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra lại những tính chất mình vừa mới học trong video này để nhớ lại. Bây giờ tính chất là nếu lấy x mũ A nhân với x mũ B thì sẽ bằng với x mũ A cộng B. Đó là ví dụ đầu tiên, ví dụ này. Đó là ví dụ này. X bình phương nhân với x mũ 4 bằng với x mũ 2 cộng 4. Và mình cũng đã học được tính chất là khi x nhân với y rồi mũ A sẽ tương đương với x mũ A nhân với y mũ A. Chúng ta đã gặp tính chất này ở trước ở ví dụ này. 3 mũ x 3x mũ 3 bằng với 3 mũ 3 nhân với x mũ 3. Đó là ví dụ của tính chất này. 3x mũ 3 cũng giống y như là 3 mũ 3 nhân với x mũ 3 vậy. Còn tính chất cuối cùng mà mình vừa mới đề cập tới là khi lấy x mũ A rồi lũy thừa với B thì mình sẽ có kết quả là x mũ A nhân với B. Và đó là tính chất của ví dụ này. A mũ 3 lũy thừa 4 bằng với A mũ 3 nhân 4, hoặc là A mũ 12. Bây giờ mình sẽ sử dụng những cái tính chất này để làm những ví dụ phức tạp hơn. Những ví dụ mà sẽ khó hơn một tí. Mình sẽ lấy 2x y bình phương nhân với âm x bình phương nhân với y trong ngoặc bình phương nhân với 3x bình phương y bình phương.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu tối giản phép tính này. Điều đầu tiên mình cần làm là coi như đây là âm 1 nhân với x bình phương nhân y bình phương. Và việc bình phương của vế này sẽ bằng với bình phương của từng phần tử của vế. Mình có thể tối giản phép tính này thành âm 1 bình phương nhân với x bình phương nhân với y bình phương. Rồi tiếp theo, âm 1 bình phương là 1, còn với x bình phương thì bạn nhớ là chỉ cần nhân số mũ với nhau nên mình sẽ có là x mũ 4 nhân với y bình phương. Đó là kết quả của vế này. Bây giờ mình sẽ thử nhập nó lại với những vế còn lại. Cái vế còn lại là 2xy bình phương và 3x bình phương nhân với y bình phương. Bây giờ thì mình chỉ cần nhân các phần tử lại với nhau thôi. Tất nhiên là mình có thể lấy 2 nhân x nhân y bình phương nhân x mũ 4 nhân y bình phương nhân 3 nhân x bình phương nhân y bình phương. Nhưng mà mình có thể sắp xếp lại các phần tử này để cho việc tối giản thuận tiện hơn. Nên là mình sẽ nhân 2 với 3 rồi đến các phần tử có cùng cơ số là x. Tiếp theo mình sẽ lấy x nhân cho x mũ 4 nhân với x bình phương. Rồi tiếp theo là cái phần tử có cùng cơ số là y. Mình sẽ nhân với y bình phương nhân với y bình phương và nhân y bình phương. Như vậy thì kết quả sẽ là bao nhiêu? 2 nhân 3, bạn đã biết là bằng 6. Vậy thì x nhân với x mũ 4 nhân x bình phương thì bằng bao nhiêu? Bạn phải lưu ý là x bằng với x mũ 1. Bất cứ số nào mũ 1 sẽ bằng với chính nó. Vậy nên 2 mũ 1 là 2, 3 mũ 1 là 3. Vậy nên vế này sẽ bằng bao nhiêu đây? Phép tính này bằng với việc vì nó có cùng cơ số là x nên mình có thể cộng các số mũ lại nên sẽ thành là x mũ 1 cộng 4 cộng 2. Rồi mình sẽ tính tổng trong bước tiếp theo. Tiếp theo là cơ số y và mình sẽ có y mũ 2 cộng 2 cộng 2. Và mình sẽ có là 6 nhân cho x mũ 7 nhân cho y mũ 6. Và trước khi kết thúc video này thì mình sẽ nói tới một điều khá là thú vị, đó chính là kết quả của việc lấy một số mũ là 0. Nếu như mình lấy 7 mũ 0 thì kết quả sẽ là bao nhiêu đây? Phép tính này dù khá là khó hiểu nhưng mà kết quả sẽ là bằng 1. Ngay cả một mũ 0 cũng bằng 1. Bất cứ số nào khác 0, mũ 0 cũng đều bằng 1. Để hiểu được điều này thì bạn chỉ cần nghĩ về nó như thế này đây. Bây giờ mình sẽ viết các số mũ. Mình sẽ viết ra các số mũ. Mũ 1, 2, 3. Mình sẽ sử dụng cơ số là 3. 3 mũ 1 là 3. 3 mũ bình 3 bình phương là 9, 3 mũ 3 là 27. Vậy thì 3 mũ 0 là bao nhiêu đây? Mỗi lần mình giảm trừ số mũ, mỗi lần mà mình giảm đi số mũ một đơn vị thì mình đang chia số đó với 3. Từ 27 xuống 9 mình sẽ chia 3, từ 9 xuống 3 mình chia 3. Vậy thì từ số mũ này xuống số mũ này thì mình cũng chia 3. Vậy nên tất cả các số khi mà lấy lũy thừa không, và trong ví dụ này là 3 mũ 0, thì cũng đều bằng 1.